Alo. Tao nè, mày cứu tao với. Mày còn dám gọi cho tao nữa hả? Tao xin lỗi, tại vì tao bí quá nên mới làm vậy. Nghĩa, mày ra gặp tao liền đi Nghĩa. Mày đang ở đâu vậy? Tao không biết địa chỉ nữa. Cúp máy rồi, tao gửi định vị qua cho mày liền nha. Tới liền nha Nghĩa. Nhớ nha Nghĩa. Nè nè, các ông kìa, đứng lại đó. Núp hả, đi ra đây. Ra đây. Cô làm gì vậy? Nè. Đi ra đây. Nè. Rồi, cô làm gì vậy? Ây da. Chạy hả? Nè. Đứng lại. Thằng quỷ, mày chạy xấu tao hả? Đứng yên tại đó. Bây giờ ba mặt một lời, ông nói đi, ông hay là ổng lừa tôi? Sao? Mày nói đi. Cô Trâm xinh đẹp, là tôi nhất thời đông nổi, mong cô rộng lòng tha thứ. Tha cái đầu của ông á. Trời, cái thằng quỷ. Liêu hả? Liêu nè. Đánh nó đi Trâm. Đánh cho nó chưa cái tật lừa gạt người khác. Đánh mạnh lên. Lên xuống. Đánh nó đi Trâm. Tôi không muốn tới ông hả? Ui da trời. Liêu xuống chưa? Bỏ cái tật lừa gạt người khác. Liêu xuống chưa hả? Nè. Xuống con đừng đánh nữa. Xuống. Từ từ. Nè. Ê, Nghĩa. Chạy hả? Nè. Bây giờ ông trả tiền cho tôi hay là lên đầu công an hả? Trâm ơi, Trâm tha cho tôi đi, cho tôi nợ đi. Chứ bây giờ tôi làm gì có tiền trả? Chính vì không có tiền tôi mới hẹn thằng Nghĩa ra đây mượn tiền đó nè. Hả? Nghĩa, cho tao mượn 10 triệu đi. Tao qua Campuchia tìm mẹ tao. Tìm được mẹ tao, tao có tiền trả cho Trâm với mày luôn. Cái gì? Mày đừng có xạo. Mày cờ bạc nữa chứ gì? Tao không có mắc lừa mày nữa đâu. Trời ơi, tao nói thiệt mà. Nè, bây giờ không có nói nhiều nữa. Đi lên đầu công an. Trời ơi, nhanh lên. Đi lên đầu. Trời ơi, đi. Trời. Đó nè, giờ nè. Đứng lại đó. Đúng là bà chặn mà. Đó giờ chưa ai dám lừa gạt tôi. Cục tức này là tôi nuốt không có trôi. Cô, đứng lại đó. Cô đừng hiếp người quá đáng nha. Còn khuya tôi mới tha cho. Đứng lại đó. Nè. Chạy hả? Chạy. Trời, có sao không? Nè, đứng lên. Nè, cho tao mượn xe mày nha. Cô tiền tôi trả hết cho. Ê, nè, Long, nè, mày đứng lại. Long, Long. Ôi da. Nè, Trâm có sao không vậy? Đau quá. Cái thằng quỷ, nó chạy mất tiêu rồi. Giờ sao đây? Anh đi báo công an. Nói là ổng ăn cắp xe của anh đi. Có em làm chứng nè, người ta sẽ bắt ổng liền đó. Nó đúng là tệ thiệt. Nhưng mà dù sao á, nó cũng là bạn từ nhỏ tới lớn của tôi. Hay là gặp nó giải quyết riêng được rồi. Thiệt anh luôn á. Anh tốt với ổng làm chi vậy? Ổng hại anh hết lần này tới lần khác. Anh Nghĩa, em cũng xin lỗi anh nhiều nha. Tại ổng á mà em mới hiểu lầm anh. Làm ầm ĩ khiến cho anh mang tiếng oan. Không có gì đâu, tôi cũng có một phần lỗi mà. Tại tôi tin tưởng thằng Long quá, cho nên để nó lợi dụng lừa gạt Trong như vậy. Cái này đâu có trách anh được đâu. Còn cái xưởng á, anh tìm thuê được chỗ mới chưa? Tôi còn đang tìm nè. Hay là anh cứ dọn về chỗ của em đi. Em cho thuê không, không có tính tiền. Không cần đâu Trong, tôi thuê chỗ khác cũng được mà. Anh Nghĩa, anh đừng có ngại mà. Em thật lòng muốn giúp anh á. Nếu mà anh không giận lời, tức là anh còn giận em. Hay là vậy đi, tôi sẽ thuê lại đúng giá thị trường nha. Chứ Trâm cho thuê không vậy, tôi sẽ không nhận đâu. Với lại, tôi cũng muốn nói rõ luôn là... Anh có bạn gái rồi, anh không có thích em đúng không? Trâm là cô gái tốt, tôi tin chắc á, Trâm sẽ tìm được người phù hợp. Còn tôi cũng rất quý Trâm. Nếu mà Trâm đồng ý thì mình làm bạn nha. Cũng được. Vậy em sẽ cho anh thuê lại. Mà nè, làm bạn rồi đừng có xưng tôi với em nữa có được không? Anh biết rồi, cảm ơn Trâm. Vậy bây giờ mình về nhà lấy chìa khóa rồi qua xưởng bàn giao cho anh ha. Ừ. Nhưng mà nó lấy xe rồi, mình đi bằng gì? Để em đặt ráp, hai đứa mình đi chung. Cảm ơn Trâm. Hợp lý quá trời đúng không?
Thưởng thức cuộc đời 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên THVLI.